Al-Nassr kéo Hazard về đá cặp với Ronaldo. Câu lạc bộ Al-Nassr đang có kế hoạch chuyển nhượng quan trọng, biến Eden Hazard thành đồng đội của Cristiano Ronaldo. Al-Nassr đang là tâm điểm bóng đá thế giới sau khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo với tiền lương vào khoảng 200 triệu euro mỗi năm. Ronaldo dự kiến sẽ sớm ra mắt để cùng Al-Nassr đua tranh danh hiệu vô địch Saudi Arabia. Al-Nassr hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm sau 12 trận đấu, hơn Al-Shabab 4 điểm, mới đá 11 trận. Tham vọng của Al-Nassr không chỉ dừng lại ở đó. Đội bóng từng 9 lần vô địch Saudi Professional League muốn vươn tầm châu Á. Vì thế, Chủ tịch Musali Al-Muammar cùng huấn luyện viên Rudi Garcia đang lên kế hoạch chiêu mộ Eden Hazard. Real Madrid không còn kiên nhẫn với Hazard. Sau khi gây thất vọng ở World Cup 2022, đội trưởng đội tuyển bị đá kém ngay cả trong trận gặp đối thủ yếu Casereno trên sân chơi cúp nhà vua Madrid thắng 1-0. Trước sự quan tâm của Al-Nassr, theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang cân nhắc bước vào bàn đàm phán chuyển nhượng cựu cầu thủ Chelsea. Bán Hazard sẽ giúp Real Madrid có khoản tài chính đáng kể cũng như cắt được khoản lương không nhỏ để đầu tư vào cầu thủ mới chất lượng hơn. Real Madrid chuẩn bị đến thủ đô Riga để bảo vệ siêu cúp Tây Ban Nha với trận bán kết gặp Valencia ngày 11 tháng 1. Nhiều khả năng đó là thời điểm Al-Nassr chốt thỏa thuận với Real Madrid để biến Hazard thành đồng đội của Ronaldo trên hàng công.